Những mã code bí ẩn trên Netflix mà Top Zone sẽ cho bạn biết. Phần 2 tiếp đến là mã code 6548 dành cho những bạn nào có niềm yêu thích về hài. Thể loại này thường xoay quanh các tình huống vui nhộn và khó đoán với những màn biểu diễn thả biến để mang lại tiếng cười cho bạn. Ví dụ như là phim Jumanji hoặc là phim Lừa đảo gặp lừa đảo. Tiếp tục là mã code 5349. Đây là thể loại phim tài liệu về lịch sử. Thể loại này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về lịch sử của một quốc gia, tái hiện lại các cột mốc quan trọng và được biết nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lịch sử. Ví dụ như là phim Đế chế La Mã. Cuối cùng là mã code 500. Đây là thể loại chính kịch dành cho cộng đồng LGBT. Thì đây là thể loại phim tập trung vào những vấn đề xã hội xoay quanh về cộng đồng LGBT và điều đó tạo cảm hứng cho những câu chuyện của người đồng tính. Ví dụ như là phim Thưa mẹ con đi hoặc là Nhà vua và chẳng hề. Follow Tech Zone để đón xem phần 3 nha.